Ủa sư ơi, mình hồi xưa là sư tu ở chùa nào? À, con không có chùa. Dạ. Con không có chùa. Không có tu trong chùa. Dạ. À, là bây giờ là sư đang đi hướng về Đắk Lắk nha. À, dạ, con đi về Đắk Lắk. Chùa ơi, cái này là sư cầm theo nào cơm điện vậy đó hả? À, dạ, cái này để con xin cơm. À, dạ. Cái bộ cà sa của sư là sư tự mai. À, dạ. À. Con đặt lại được. Là sư tự nhặt bãi vậy sư Mai hả sư? Dạ, nhặt bãi ở trên đường á. À. Đi, đi ở đâu đống rác luôn. Trời ơi, vậy là những cái bộ đồ này là từ ở trong nghĩa địa hả sư? À vâng, cả trên đường đó, cả rác đó. Dạ. Ừ. Rồi sư giờ là không mang dép luôn. Dạ dạ. À. Bên đây con... Cái này là sư theo kiểu là phái Nam Tông đúng không? À dạ, con học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Chờ à. Nam Tông cũng giống giống như thế này. Dạ, là giống như là kêu là Nguyên Thủy. À dạ, theo Apada. Dạ. À, con giờ đi làm sớm. Đi đâu? Đi làm sớm. Đi Lạng Sơn hả? Dạ. Ủa sao nãy mới sư mới nói đi đây về Đắk Lắk mà giờ sao đi Lạng Sơn rồi? Đi Đắk Lắk rồi về đó rồi lại đi sang Gia Lai rồi lại đi tiếp á. Ồ vậy con cũng đang về Gia Lai đây, nay sao đủ duyên gặp sư. Ờ là đi tới nhưng mà bữa nay thì tới Đắk Lắk đã. À. Tới được ngoài kia. Và sư về đi vậy là sư có quá duyên không? À có chứ, xin cơm. À xin cơm đi tới đâu mà xin tới đó. Xin nước bánh trái họ bố thí. À vậy hả sư? Tiền con không có lấy. À tiền mà không lấy. Dạ con chỉ ăn ngày một bữa buổi sớm thôi. À đi khất thực họ bố thí thì dùng thôi. Dạ thì như sư tu như vậy thì thường thường á thì mà như con rồi kêu là Nguyên Thủy lại là Nam Tông. À, dạ. À, là xin ăn một ngày một cử. Dạ. Đúng giờ ngọ sư ăn đúng không? À vâng, buổi sớm chứ cũng khi nào họ bố thí đủ thì dùng. Dạ dạ dạ. Chứ cũng không phải là chờ giờ trưa hay là gì cả, cỡ 7-8 giờ cũng dùng rồi. Dạ. Yeah. Ủa sư ơi mà sao mà cơ duyên sao mà sư lại xuất gia mà sư phải xuất gia kiểu lang thang như vậy thôi? À, con cũng không biết được, đây là cái duyên nhân quả thôi. Cái duyên hả? À, cái nhân duyên đó như thế thì mình cũng học tập thôi, nhưng mà cái này là cái điều tốt. Dạ. Yeah. Thấy nó hạnh phúc. Dạ. Yeah. Học tập được cái, chủ yếu con đi trên đường này con học tập cái đạo đức khi đi bộ. Yeah. Với lại cái cuộc sống... không có nhà, không có chùa. Yeah. Ở lang thang chỗ này chỗ kia rồi bây giờ đang trẻ khỏe thì lo học tập đó. Yeah. Đến khi già rồi chắc cũng chả đi được, nhưng mà còn ở ngày nào còn trẻ khỏe thì đi đây đó. Sư hay quá. À. Nghe sư nói mà con nghe thấm quá. À, dạ. Dạ thì theo như lời sư nói thì bây giờ là chứ theo giờ là sư là tự giác tự đi là nay là được bao nhiêu năm rồi sư? À dạ con đi xuất gia năm 2015 nhưng mà ở chùa mất 2 năm. Ở chùa 2 năm. À xong rồi con bỏ chùa rồi ra đi được 4 năm rồi. Dạ vậy là tính ra bây giờ là sư từ ngày xuất gia tới giờ là khoảng 6-7 năm rồi. Dạ dạ. Dạ. Mà ngày xưa mình tu trong chùa mà sao tự nhiên bây giờ mình phải bỏ chùa mình đi? Ờ cái nhân duyên mình không ở cũng giống như là mình ở nhà vậy đó. Dạ. Đang yên đang lành thì bỏ nhà đi vào chùa. Dạ. Bỏ nhà đi vào chùa thì rồi một thời gian này cùng bỏ chùa đi thôi. Dạ. Chứ cũng chả thăm đắm gì trong chùa nữa. Giống như là mình cái xác trần của mình không dướng bận cái gì nữa ha. Dạ khi như duyên nhân quả chứ. Dạ. Dạ. Trời ơi, sư hay quá. Nên là mình cũng vui vẻ thôi. Dạ. Bây giờ là sư đi tới đâu là con thấy vòng vòng khu đây là không có nhà cửa luôn á sư. Dạ. Tại đây là đường đồi núi mà. À con đi tới đâu có cái nhà hoang của ai bỏ hay là nghĩa địa thì con nữa. À, là sư thường là sư hay tá túc ở trong nghĩa địa nhà quen á. À dạ. Dạ. Ừ, con tới cái chỗ nào mà hoặc là người nhà dân cũng được, nhưng mà họ cho cái chỗ mình ngồi nghỉ thì mình ngồi nghỉ. Dạ. Xin họ giúp cho. Dạ. Chứ mình thì đi trên đường cũng chả tài giỏi gì được, cũng dạ. phải nhờ dân với lại mọi người họ giúp đỡ. Dạ. Thì mình mới học tập được. Dạ. Chứ nói chung là cũng như cây rừng người nương tựa mà sống. Dạ. Dạ. Rồi học tập cái đạo đức cho mình. Giờ không biết như thế nào nữa, nhưng mà mình học cái đạo đức cái này được chỗ nào thì tốt đẹp chỗ đấy. Yeah. Mình cũng không biết như thế nào là đúng là sai, nhưng mà cố gắng. Yeah. Lúc nào cũng cố gắng. Yeah. Cái duyên như thế thì mình cũng vui vẻ. Yeah. Vậy là cứ mỗi khi á mà khu vực ở ngoài đây á sư đi khất thực vậy á, rồi người dân có làm khó hay là sao với sư không? À không, họ bố thí cái bánh cũng no rồi. Hay dạ. là những cái thứ mì gói hay là nước hay là cơm có khi cũng có. Dạ. Có bữa có cơm, có bữa không có. Bây giờ là cái